đường giữa núi anh em. Đất thạch anh nè anh em. Còn dê núi này. Đây là mình đi vô mình coi gỗ nha, coi gỗ anh em làm. Đây làm vô tích trong núi rồi nha anh em. Đường núi này nhỏ xíu vậy nè. Hãy subscribe cho kênh Phong.
này qua suối nữa. Suối toàn đá. Vô trong buông nha. Đây là cái trại dê cừu của họ. Chắc mình xin kết thúc video nha. Đường khó đi quá, bị vô rừng cao.